Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chú có tiền lệ không? Bếp của đu đủ này không? Này. Cho lấy cái cuối này nhá. Vâng. Cái này nó dày, nó khỏe mấy, mới kéo đâu, mới kéo làm sao chứ. Không, máy cài kiếm được, nhưng mà nó nặng, nó nặng, nhưng mà kiếm đầu đấy quá. Ông kiếm cái một nó nhẹ đầu. Đón lắm. Cái bánh quay này. Được rồi. Đây, ông nghe rồi. Tôi cháu đi mua thôi. Người vài xe. Nó bám được, nó băng lên. Đấy, nó cái đầu. Mua thì mua của hầu, người chạy rất. Ngày chú nhà thưởng mà. Quản chú nhận, nhận lớn mà. Quản chú nhận lớn mà, quản chú đèo cho cái kia mà. Ngon mà. Thế thì nó dưới kèm lấy được. Không, hai ngày mà. Chú cho ăn hai ngày mà làm cái mì xuống lấy của cái ngon lắm. Ngon mà chứ. Thế nó đèo kia mà, con kiểu một người nó không đi. Để xem là còn cái gì nào. Hết là... Để đi mua cho đâu rồi. Hết 8.000. Toàn bị người mèo lừa thôi. Hôm qua ông nghe ông lại cũng thế. Còn thấy anh là mèo lừa hay người tài lừa. Đâu mèo ấy, đấy hồi cũng có anh rồi. Mình nói thằng kia chẳng qua thằng kia khổ ngu. Ý nó là nó mới thì thấy là con kia là nó lấy 100 triệu thôi. Nó bảo 1.000. Mấy con mà lừa 100 triệu? 3 con. Ôi, cái gì mà đi.